đấy nhá, chị chưa học, thậm chí lên tầng, nhưng mà chị cũng nghe đâu đó mà chị mua đá về, mà chị mua đá về chị trường cho cả ông xã đúng không, mà cũng có kết quả hay, mà chị cũng có kết quả hay, thì muốn người thật việc thì chị chia sẻ cho anh em ở lớp để xem cái chuyện của chị sử dụng cái cặp đá diệu kỳ như nào. Chị có thể nói to một chút được không? Tôi là một người được đam mê học về cái việc này, thì tôi cũng tìm tòi lên mạng, thì tôi cũng học rồi, tôi cũng biết được chị đấy. Thì cũng bằng thời gian đây, cuối năm ngoái đấy thì tôi có điền ra, thì tôi thấy nghe thầy Châu nói là đá kỳ diệu, thì tôi cũng điền ra và tôi cũng xin mua. Thì tôi mua thì ở đây là bạn của tôi một cặp đá và đai rồi khăn rồi cái băng đĩa rồi dầu, thì tôi về tôi cũng làm theo cái đó. Thì ông chồng tôi á, thì năm nay là ông là 67 tuổi rồi, bụng ông to lắm, bụng ông to và nói chung là ông cũng rất là nhiều bệnh, nhưng mà rồi thì ông cũng có tham gia học mà trường sức học á, nhưng mà ông bụng vẫn to, rồi ông đi đi xét nghiệm mà lâu là bị men gan cao, rồi mỡ máu rồi là gan nhiễm mỡ. Thì về hỏi ông đi khám về như thế nào, ông thì ông bảo là cái mặt buồn đến rưỡi là đi men gan cao đó. Thì tôi mới mua cặp đá này, thì tôi về là tôi chưa, tôi tối nào hai vợ chồng ngồi thiền xong á là tôi cũng găm vào, tôi bỏ vào cái lò nước là 20 phút với nhiệt độ 250 độ, thì tôi bỏ vào khăn và tôi bảo là ông chườm gan, kiểu ăn ông đầu tiên là ông không mè bay chắc chuyện này chuyện kia, thì ông theo cái lực thiên rồi thì lực thiên ông cũng lên cấp 6 rồi, ông cũng là gọi là cũng là đỡ cũng cấp cao rồi đấy. Thì ông không tin, ông không tin thế này, ông cứ trường đi, ông là cứ có bệnh tại địa phương, ông cứ ấy rồi là nó nặng nó người trong người là ấm được. Thì cuối năm ngoái tôi điền thì ở đây trả lời là phải ra khỏi tiệm trương định đậm, bây giờ là gần tiệm trương định tôi là chưa hợp được. Đấy, tôi về thì tôi cũng trường, thì đầu tiên là tối nào tôi cũng trường, tối nào tôi cũng nướng đá, tôi trường cho ông, tôi vài ông nằm ngồi thiền xong cái lâu vào, ông ngồi nằm coi tivi, ông không cần đấy, ông nằm ông coi tivi, ông cứ để lên bụng ạ, tôi cứ để đặt bên phải này, và khi nào mà ông thấy nóng lắm thì ông dích sang phía bên trái đấy, thì xong rồi là khi nào mà hiện ông cảm thấy là nóng lắm thì ông trường xuống dưới bụng hoặc là lên bụng ạ, cho bụng nó nhỏ tan mỡ, thì cứ bảo cho ông như vậy. Trong luôn là khi tôi cũng có xóa bỏ cái chân tay cho ông nữa đấy, xong rồi lại cứ ông thì cứ làm cho ông, còn thỉnh thoảng tôi làm cho ông thôi, nhưng mà cuối năm cuối tháng này ông đi xét nghiệm lại là nó cũng chưa xong một tháng thì ông đi xét nghiệm lại như thế nào để coi cái tình hình men gan như thế nào. Thì không may là ra tiện thì tôi nhận được xong rồi, thì không may thằng cháu ngoài của tôi là chơi là bị gãy tay, cái thì nó vào Huế chữa, thì ông có vào nuôi cháu, thì ông ở lại trong bệnh viện cũng khiếp, bệnh viện gọi là bệnh viện chỉnh hình cũng khiếp ạ, chỗ có xét nghiệm lại, bệnh viện lớn nhất, nói chung là mọi xương khớp đau, thì gãy chân gãy tay chi mà vào là lệnh, nhưng có cái là đắt, thế là ông có vào thì là ông có điền ra, ông bảo có xét nghiệm nào, đi hết rồi, hết gan nhiễm mỡ, hết men gan rồi, thì đấy là sự việc là gia đình tôi là như vậy. Vậy thì trong nhà tôi là một cái phòng khách lớn thế này này, 25 mét vuông, tôi dẹp hết, là tôi cho những người nào cũng đã tới xin ngồi trong nhà tôi, ngồi thiền ở đấy chắc nó ở Hà Nội đây chắc là cũng có nhiều, tôi cũng tìm hiểu tôi thấy nhiều. Thì tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả những bạn đồng môn học của thiết là nói vì những cái ung to lắm, ung to như thế này, ung to mà đi ấy ào ra mà chân tay là cứng ngắc ấy, tôi bảo là chứ nên mua đá trường đi, trường đá thứ nhất là tay là nó tan cái mỡ máu của bụng, là mỡ bụng, thứ hai nữa là nó rất tốt cho sức khỏe. Tôi đi thấy á, tôi cũng thông báo, nhưng mà tôi chỉ thông báo cho mấy đứa cháu với mấy đứa bạn gần gần, thì hiện tại cũng có ba người là như là mua đá. Dạ,
bữa trước là tôi điền ra đây thì tôi có gặp, hình như có gặp cái anh đấy là nói là chúng tôi sẽ gửi vào, nhưng mà tôi đã thôi, có ý định học lâu rồi nhưng mà chưa là có điều kiện. Bây giờ các cháu đây là nó học ra trường rồi, nhưng hai chị cháu là kết hợp đi ra, là tôi muốn vừa học và vừa tìm hiểu sản phẩm này thì thấy nó rất là hay, rất là diệu kỳ đấy. Thì tôi cũng muốn nói là bệnh tình thì rất nhiều mà thuốc men thì bây giờ mình khó tin tưởng, cái học cái này thì cũng rất hay, nên là bà con nó thì cố gắng học và chườm đã. Tôi là thích đúa cho nhiều để tôi chườm, tôi mở một cái phòng vậy là tôi giúp dân, tôi giúp thôi, tôi cũng chẳng lấy tiền để bà đi qua cả. Bởi vì cái phòng chườm đã giúp dân hả? Dạ, giúp vì bạn bè thôi, là cứ tới là ai đau gì là nói thiệt, tôi cũng có học qua cho qua bệnh viện rồi, cũng mặc xa đau đâu đó thôi, là tới là tôi làm cho là họ hết thòi hết đau. Đấy, nên tôi cũng nguyện của tôi là tôi chuẩn bị đã nhiều, là tôi về tôi sẽ đã chương, và thứ nhất là nhiều chương với gia đình nhiều, xong rồi là những người thân, rồi là những người thân quen thì đó là cái người mời về như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là bà con đây đi học thì cũng nên mua về. Bây hiện tại bây giờ tôi đã mua năm cặp, tôi về là tôi vừa chương năm cặp rồi, mới mua cái chiều đấy, cái thưa đấy để tôi về. Thì tôi nói đi, có nhiều người là họ không tin, đúng họ không tin, họ nói cái chiêm cái đá gì mà như vậy như thế này, các tôi bảo là thứ nhất là cái niềm tin của mình đã, mình học cái gì mình cũng có niềm tin, cái niềm tin như vậy nên tôi dạy thì ông chồng tôi như vậy, nên là ông chồng tôi đi đâu đó tôi đi rất là khó khăn lắm, vì nhà nó mắc cho nồi nữa, nhưng mà ông ở nhà mà dìu chở tôi mà đi được một tuần là phải nói là quyết tâm kiếm có, ông cũng quyết tâm cho đi. Tôi cũng mong bà con là coi như cố gắng. Rồi, cảm ơn anh. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chùm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.